Hello tất cả mọi người, mình là Nhất Huy. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Crypto Adventure. Mọi người thấy rằng thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều những trend bùng nổ trên thị trường cryptocurrency, có thể kể đến như là trend NFT, trend GameFi, trend Metaverse. Và thời gian gần đây mọi người nghe rất là nhiều đến với một trend đó là Web3. Vậy Web 3.0 là cái gì? Chúng ta cùng hiểu với mình ở video này một số dự án tiềm năng có khả năng ích tài khoản nhé. Ok, bắt đầu video. Hello anh em, mọi người thấy rằng thì hiện tại dòng tiền đang di chuyển dần về Web3 và một số đồng coin Web3 mọi người đang ôm á thì nó đang có bắt đầu xu hướng tăng trưởng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 dự án có thể tiềm năng ích tài khoản cho mọi người nhé. Như thường lệ, mọi người cảm thấy video hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Crypto Adventure. Và tất cả nội dung trong video sẽ là mục đích cung cấp thông tin chứ không phải là lời khuyên đầu tư tài chính nha. Để bắt đầu video nói về những dự án tiềm năng là về mảng Web 3.0, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về Web 3.0 là gì. Web 3.0 là thế hệ internet thứ 3. Đó là tầm nhìn về một Internet thông minh không máy chủ, bao gồm web phi tập trung kết nối với nhau. Một Internet nơi mà chúng ta có thể là kiểm soát mọi dữ liệu, danh tính hay là tất cả dữ liệu của chúng ta trên nền tảng của Internet. Ok, chúng ta sẽ lật lại lịch sử một chút nhé. Vào năm 1990, Internet thì mới được thành lập thôi. Và người ta vẫn chưa có định nghĩa về web 1.0 là gì. Và chỉ gọi đơn thuần đó là Internet để sử dụng mà thôi. Lúc đó thì các website có thể là thụ động cung cấp thông tin cho người sử dụng. Chủ sở hữu website đó thì là những người đưa thông tin. Và chúng ta là những người đọc thông tin ấy, thì chúng ta chỉ chấp nhận thông tin đó mà thôi, chúng ta sẽ không làm gì được khác cả. Và sau đó Dashi Dinuxi là người đầu tiên đưa ra khái niệm về Web 2.0. Kể từ đó Web 2.0 ra đời. Và sự khác biệt lớn nhất giữa Web 2.0 và Web 1.0 là khả năng tương tác. Web 2.0 thì sẽ đưa ra các website có khả năng tương tác giữa người dùng và website, có khả năng quản lý tài khoản, bình luận. Và cái mốt video lên YouTube là cái thường thấy nhất ạ. Hiện tại mọi người đang sử dụng các nền tảng như kiểu là mạng Facebook hoặc là các cái nền tảng mạng xã hội khác cũng như là đọc internet báo chí ấy, thì đó chính là web 2.0 rồi nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dự án đầu tiên, đó là dự án Marlin Protocol hay còn gọi là PON. Vậy Marlin là gì? Marlin là một giao thức mở cung cấp cơ sở hạ tầng mạng có khả năng lập trình hiệu suất cao cho các dự án DeFi và Web3, cung cấp khả năng mở rộng, khả năng phục hồi và phân quyền ở layer 0 bằng cách tối ưu kiến trúc mạng bên dưới các blockchain. Và giải pháp của Marlin là gì? Hiện tại Marlin đang có 3 giải pháp, đó là khả năng mở rộng, phân quyền và ẩn danh. Về khả năng mở rộng, mạng không đáng tin cậy và đường truyền chậm là cái yếu tố chính hạn chế thông lượng của blockchain. Để giải quyết vấn đề này thì Marlin SDK đã được hình thành và cung cấp các giải pháp thay thế để tăng lưu lượng tất cả các blockchain với những thay đổi tối thiểu của giao thức. Giải pháp thứ hai là phân quyền. Số lượng các nút trong các blockchain thường bị hạn chế bởi số lượng nhỏ và để đảm bảo được thời gian xác nhập thấp, Marlin SDK sẽ cho phép các blockchain và các giao thức chuỗi ngoài mở rộng quy mô lên hàng trăm hàng nghìn nút mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Và giải pháp cuối cùng là ẩn danh. Mô hình truyền thông tin thông qua mạng P2P hiện tại đang tiết lộ nguồn gốc của các giao dịch. Với thực trạng này thì Marlin Farrier sẽ cho phép tạo và triển khai các cái mạng ẩn danh có thể được tích hợp liền mạch thông qua mạng Marlin SDK. Các sản phẩm chính của Marlin thì gồm có SDK Marlin, các blockchain thông lượng cao này, đấu giá gas ưu tiên này, lưu trữ phi tập trung hay là giao dịch tần số cao. Mọi người có thể đọc thông tin đầy đủ ở trên website chính thức của Marlin Protocol mọi người nhé. Mình sẽ để tất cả link ở phần mô tả của video. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với investor và partnership của dự án. Như trên màn hình mọi người thấy thì có rất là nhiều những quỹ lớn hiện tại đang đầu tư vào dự án Marlin này. Có thể kể đến như là Binance này, Arrington XRP Capital này, Electric Capital hay là NGC Capital. Đó là những cái tên rất là sừng sỏ ở trên thị trường cryptocurrency hiện tại đúng không? Về develop của dự án thì Marlin là một sản phẩm trí tuệ của các nhà phát triển như là Siddhartha, Paritas, Roshan và tất cả những người đó đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng ngân hàng. Về Siddhartha thì ông đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Microsoft và Adobe, là tác giả của 2 bằng thạc sĩ ở sáng chế của Hoa Kỳ. Về Paritas là một ứng viên tiến sĩ công nghệ tại Học viện MIT với trọng tâm là máy tính. Và Roshan thì ông là một người đam mê với mã nguồn mở, là người đóng góp cho các cái thư viện về bot C++. Chúng ta chỉ cần nghe thấy những cái việc họ đang làm ấy, cái độ deep là hiện tại họ đã có kinh nghiệm về những cái nền tảng về IT, về những cái nền tảng về website cũng như là internet ấy, thì chúng ta biết rằng là hiện tại dự án này đang có deep cực kỳ là mạnh luôn, có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong các lĩnh vực nền tảng của Web3 này đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với token allocation. Hiện tại nguồn cung của đồng PON đang sử dụng trong dự án đó là 10 tỷ đồng PON và đang được phân bổ theo sơ đồ như trên màn hình. Chúng ta thấy rằng hiện tại đang có 3% cho cố vấn, 10% cho đội ngũ, 16,1% cho khai thác. Cho quỹ phát triển hệ sinh thái là 31,9%, phần thưởng cho staking là 21,8% và private sale thì là 17,2%. Về lịch mở khóa token như nào chúng ta có thể đọc thêm thông tin ở trên mang trang chính thức của nó mọi người nhé. Ok, chúng ta sẽ đến với dự án thứ hai đó là IOZ Network. Đồng token hiện tại đang sử dụng đó là đồng IOZ.
Vậy IOZ Network là gì? Là mạng phân phối nội dung CDN. Cái này YouTube hiện tại cũng đang làm nhé. Dựa trên blockchain và sắp mang đến cho một cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp giải trí. Sử dụng blockchain để phân phối nội dung tốt hơn qua phân quyền. Mạng phân phối nội dung phân tán là DCDN á, sẽ sử dụng các nốt để lưu trữ, streaming, cũng như là các dữ liệu thay vì cả trung tâm dữ liệu truyền thống hoạt động ở trên mô hình là P2P. Ok, sản phẩm chính của IOZ thì gồm có 3 sản phẩm, đó là IOZ Tools, IOZ OTT và IOZ TV. Vậy IOZ giải quyết vấn đề gì? IOZ Network thì sẽ tạo ra một cái CDN vừa phi tập trung, vừa được điều hành bởi các nốt. IOZ sẽ cung cấp băng thông, sức mạnh tính toán và dung lượng lưu trữ, đồng thời sẽ thưởng cho các user tham gia với tư cách là các nốt. Và nốt là gì thì mọi người lên Google search để biết qua một chút về những cái thông tin, những cái định nghĩa về ở trên nền tảng của Internet nhé. Mình sẽ không giải thích ở video này bởi vì là nếu mà giải thích thì video rất là dài. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với roadmap của dự án nhé. Về lộ trình cụ thể của dự án là quý 1 năm 2021 như trên mình mới thấy ạ, thì nó sẽ cải thiện hiệu suất nốt này, nâng cao cái blockchain X-Browser. Đến quý 2 năm 2021 thì sẽ ra mắt cái web RTC Streaming, hay là ra mắt cái web RTC Video Player SDK cho nền tảng là web và mobile. Và đến quý 3 năm 2021 ấy, sẽ hỗ trợ về live streaming, ra mắt data caching ở trên IOZ Node, ra mắt cái smart caching mechanism ở trên IOZ Video Player. Và đến quý 4 năm 2021 ấy, thì sẽ ra mắt cái IOZ Beta Smart Contract, ra mắt IOZ về token cũng như là về NFT và về Decentralized Exchange. Đến quý 1 năm 2022 sẽ phát triển cái X-Browser Portal IPA trên DApp Ecosystem, nghiên cứu và ra mắt các phiên bản đầu tiên chia sẻ dữ liệu phi tập trung. Đó, chúng ta có thể đọc thêm thông tin đầy đủ về roadmap ở trên trang chủ chính thức của IOZ nhé. Tiếp theo là Developer và Advisor. Thì chúng ta thấy rằng hiện tại cố vấn của dự án đang có 2 người là founder cũng như là CEO của Pan Network cũng như là founder của Innovation. Team của các thành viên đều có kinh nghiệm rất là nhiều trong lĩnh vực crypto và lĩnh vực IT. Về Investor và Partnership của dự án như trên mình mới thấy thì hiện tại đang có rất là nhiều những công ty công nghệ và những công ty sản xuất chip nữa thì đang rất là đình đám nổi tiếng ở trên thế giới đúng không? Có thể kể đến như là Qualcomm này, hay là Nvidia này. Đó, hoặc là rất là nhiều những tên lớn như là Universal of Liverpool. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy xuất hiện có cả bên Mogul Production là một cái dự án làm về mảng NFT cho những bộ phim Hollywood đúng không? Đó thì chúng ta thấy rằng hiện tại dự án này đang có rất là nhiều những investor và nó ship rất là lớn đầu tư vào dự án đúng không? Về token allocation thì hiện tại chúng ta thấy rằng là tổng cung của con này đang có là 966.666.666 IOZ toàn số 6 đúng không? Thì về team và advisor thì là 30%, 6 tháng sau đó họ sẽ khóa trong 6 tháng và sau đó thì 8 tháng họ sẽ trả 8% mỗi tháng. Về đội cố vấn thì 3 tháng và sau đó thì họ sẽ trả là 8% mỗi tháng. Về token sale thì 9%, private sale mở khóa 25%, sau đó thì sẽ trả 25% mỗi tháng. Mọi người có thể đọc thêm thông tin về lịch mở khóa token ở trên trang chủ chính thức của nó nhé. Và dự án cuối cùng mình đề cập đến đó là dự án Radical. Radical là mạng lưới cho các nhà lập trình hợp tác các mạng lưới code với nhau và thiết kế phi tập trung các giao thức mã nguồn mở không bị kiểm duyệt bởi nội dung và thống nhất trên cùng một ứng dụng. Vậy Radical sẽ có những đặc điểm nổi bật. Radical thì sẽ có cách thức hoạt động của Radical là gồm có mạng và cung cấp bởi một giao thức sao chép ngang hàng và được xây dựng ở trên GitHub, được gọi là Radical Link. Và tiếp theo Radical khác với GitHub như nào? Radical sẽ khác ở một số điểm như là ngăn xếp Radical sẽ được mở từ trên xuống dưới. Radical sẽ được xây dựng hoàn toàn trên giao thức mở. Radical sẽ dựa trên kiến thức gọi là ngang hàng thay vì gọi là mô hình máy khách chủ. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những điểm khác biệt nữa. Tiếp theo là roadmap của dự án. Cuối năm 2020 sẽ bắt đầu với những điều cơ bản. Phát hành và đầu tiên của mạng và ứng dụng máy tính để bàn của khách hàng. Tham gia mạng và bắt đầu lưu trữ ngang hàng ở một cách rất là an toàn. Và đến đầu năm 2021 ấy, sẽ tiến xa hơn đối với mạng Ethereum, đăng ký trên toàn cầu, quản lý và tổ chức các liên kết ví điện tử tích hợp với cả Ethereum dự án. Đến giữa năm 2021 sẽ bắt đầu leveling up với social coding, làm việc tốt hơn với việc gọi là báo cáo lỗi, đánh giá mã và thảo luận tất cả những thông tin về lưu trữ dữ liệu cục bộ. Và đến cuối năm 2021 ấy, thì hiện tại roadmap đến cuối năm 2021 rồi nhá, thì sẽ phát triển cùng với các nền tảng về kinh tế, trao quyền cho các nhà phát triển với khối xây dựng DeFi như là NFT và dòng thông báo mã. Đối với investor của dự án, mọi người có thể thấy trên màn hình thì có rất là nhiều những quỹ lớn có thể kể đến như là Combay Venture, Fabric Venture hay là Placeholder Venture. Các dự án được hỗ trợ bởi Placeholder Venture, Galaxy NFT.
Ngoài ra chúng ta có thể tìm kiếm dự án này trên Mastery thì mọi người sẽ thấy là một số folder của dự án nổi tiếng trên thế giới ấy, hiện tại họ đã đầu tư vào dự án này như là AAVA hay là Polkadot hay là CoinMarketCap và CoinGecko nhé. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo đó là Token Allocation. Hiện tại tổng cung của cái đồng RAT đang sử dụng trong hệ thống này đó là 100 triệu đồng RAT được phân bổ như sau này. Về công ty lưu trữ là 50% tương đương với 50 triệu đồng token RAT trả dần trong vòng 4 năm. Về team thì là 19% tương đương với 19 triệu đồng RAT khóa trong 1 năm và trả dần trong 4 năm. Về supporter thì 20% tương đương với 20 triệu đồng RAT đúng không? Và khóa trong 1 năm. Foundation là 5% này. Và về program thì sẽ là 2%. Và bootstrap thanh khoản thì sẽ là 4% tương đương với 4 triệu đồng token RAP. Mọi người có thể xem thông tin đầy đủ ở trên trang chủ chính thức của Radical. Tất cả những cái link ở trong video này của những dự án mình sẽ để ở phần mô tả của video để chúng ta có thể là vào trong đó chúng ta đọc được tất cả thông tin và cả trong phần white paper của dự án nhé. Ok, và để chi tiết hơn ở cuối video này chúng ta sẽ cùng lên CoinMarketCap để xem về giá volume giao dịch của những đồng coin hiện tại đang là những dự án mình đang nói ở trong video này. Và chúng ta sẽ có những điểm mua ở trên các cái sàn chúng ta sẽ mua ở trong video này nhé. Và đồng coin đầu tiên trên CoinMarketCap đó là đồng Pol. Tổng cung là 10 tỷ đồng token Pol, khối lượng giao dịch trong 24 giờ rất là lớn nhá, 114 triệu đô và vốn hóa thị trường hiện tại chỉ có 71 triệu, còn đang rất là nhỏ, còn tiềm năng rất là lớn nhá. Đồng Pol này hiện tại đang có trên sàn rất là nhiều những sàn lớn rồi như là Huobi, sàn Binance có luôn, sàn Gate.io, sàn MXC, mọi người có thể giao dịch trực tiếp trên Binance mọi người nhé. Thì lên Binance chúng ta sẽ bắt đầu xem qua một chút về biểu đồ chart của cái đồng này và chúng ta sẽ tìm cái điểm vào để cho chúng ta sẽ có những cái nhìn khách quan và trực quan hơn. Hiện tại như trên biểu đồ mọi người thấy thì đồng Pol này đang giao dịch ở vùng giá là 0,096 ở trên Binance đúng không? Chúng ta có thể bắt lại được ở vùng là 0,077 khi mà thị trường điều chỉnh quá sâu. Hoặc là chúng ta có thể mua một phần tại giá hiện tại và đi xe khi thị trường điều chỉnh nhé. Chúng ta sẽ đến với đồng tiếp theo đó là đồng IOZ. Đồng IOZ hiện tại tổng cung của nó là 1 tỷ đồng token, khối lượng giao dịch trong 24 giờ là hơn 8 triệu. Vốn hóa thị trường tại thời điểm mình làm video là 200 triệu đô và cái đồng này hiện tại đang có mặt ở một số thị trường như là sàn KuCoin, sàn Gate hoặc là Bankai Swap, chúng ta có thể giao dịch trực tiếp ở trên KuCoin trên Gate nhé. Bây giờ mình sẽ lên Gate để cho mọi người xem qua về cái biểu đồ của đồng IOZ. Thời điểm mình làm video thì IOZ đang có giá là 0,92 đô la. Và mọi người có thể bắt lại ở vùng là 0,77 đô khi mà thị trường điều chỉnh hoặc chúng ta có thể là mua tại thời điểm hiện tại luôn. Chúng ta sẽ đến với đồng cuối cùng là đồng Radical, là đồng RAD. Thì tổng cộng của nó mình vừa nói rồi, khối lượng giao dịch trong 24 giờ cũng rất là lớn nhé, 358 triệu đô. Và vốn hóa thị trường hiện tại cũng có 300 triệu đồng mà thôi. Hiện tại thì cái đồng token này đang giao dịch ở trên một số sàn, đó là sàn Binance top 1 luôn, sàn Coinbase Venture cũng là sàn top, sàn Huobi, sàn Gate. Thì chúng ta sẽ lên sàn Binance để chúng ta xem qua giá của đồng coin này nhé. Đồng RAD mọi người có thể bắt lại ở vùng là 12,6 đô la. Và chúng ta sẽ đi DCA thêm ở vùng là 11 đô la. Chúng ta có thể là mua và khi mà thị trường điều chỉnh chúng ta sẽ đi DCA dần. Thì như vậy chúng ta sẽ có những cái giá rất là đẹp nhé. Ok, thì qua video này mình và mọi người đã cùng tìm hiểu về ba dự án được gọi là cũng rất là tiềm năng về độ Investor Backer và Depth của dự án đúng không? Mọi người cảm thấy video hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Crypto Adventure. Và có gì không hiểu chúng ta hãy comment ở dưới phần bình luận của video nhé. Xin được cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.